Hứa Khải gây chú ý khi mặc quần sót bó sát đi ngủ, đôi chân dài hút triệu lượt xem. Thời gian gần đây, Hứa Khải trở thành hot search không phải vì vai diễn trong phim truyền hình mà vì một bộ phim hoạt hình. Tôi nhìn thấy Hứa Khải đang ngủ trên giường với chiếc áo len màu tím và quần đùi, đôi chân dài trắng nõn hiện ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý và bàn tán của cư dân mạng. Trước đây anh ấy đã đăng những bức ảnh tập thể dục lên mạng xã hội cá nhân. Cơ bụng tám múi của anh ấy lộ gió, bắp tay cũng lộ gió. Đã nỗ lực hết sức để quay phim. Tháng trước, anh đóng chung với đàm tùng vận trong bộ phim truyền hình You Are Beautiful Than The Starlight. Bộ phim cũng để lộ cơ bụng tám múi đáng ghen tị của anh bộ phim này là một bộ phim lãng mạn nơi công sở kể câu chuyện về doanh nhân bướng bình kỳ hàn do đàm tùng vận thủ vai và nhà đầu tư mờ ám hàn đình do hứa khải thủ vai từ việc gặp gỡ đối thủ đến cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc sống và giành được tình yêu và ước mơ cạnh bên nhau vị tổng thống độc đoán do từ khải thủ vai vẫn đẹp trai như vậy quân tử như vậy và có tình cảm hứa khải cái tên mà mọi người đều quen thuộc, trở nên nổi tiếng nhờ vai Phu Cha Phu Heng trong chiến lược tiếp tục. Tôi không biết bộ trang phục của anh ấy lúc đó tuyệt vời đến mức nào. Làn da phủ xương, lông mày rậm, sông mũi cao, đôi môi anh đào, mặc trang phục sang trọng, quy phái lại càng quyến rũ hơn. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng vẻ ngoài trong trang phục của anh thực sự là một Mỹ Nam không? Tuổi anh cũng nhận xét rằng bộ phim đã trở nên nổi tiếng trên Internet và sự nghiệp diễn xuất của anh đang diễn ra suôn sẻ. Sau đó, anh đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Ví dụ như Yang Hua trong Luật tình yêu thứ 28 và Ding Yun Ki, người tốt bụng và tài năng trong Journey to lần Ruin. Yao Cha Minh trong Cheng Hoan Ji, Duy Dinh Chao trong Cầu Nguyện cho Hiện Tại, Dòng Bo Snow Eagle trong Snow Eagle Lord, Bai Du trong, Eternal Du Chen, Khung hình Gu Yan trong, Học viện quân sự hỏa hỏa, Phân Kiêu, Sen Yêu trong, Phoenix, đồng thời tham gia một số chương trình tạp ký và hai bộ phim, có thể nói là đang nở rộ. Hứa Khải cũng từng là người mẫu trước khi nổi tiếng, khi đó hắn còn trẻ, ngu dốt, dáng người gầy gò nhưng may mắn thay hắn có nét mặt tuấn tú vàng sẽ tỏa sáng mọi lúc mọi nơi bạn có thể trở nên nổi tiếng bất cứ lúc nào có cơ hội tôi đã xem xong bộ phim truyền hình em đẹp hơn cả ánh sao trong một lần đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn với chủ đề ông chủ phải lòng tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem nó với bối cảnh trong ngành vì vậy nó khá tươi cốt truyện rất thú vị bạn được làm quen với một ngành hoàn toàn mới tất nhiên đây là lần thứ hai xem Hứa Khải đóng vai ông chủ, nhưng lần này có cảm giác hoàn toàn khác với bộ phim truyền hình hiện đại Chuyện Thành Huân. Trong đó anh đóng vai chính trước đó, biên kịch của Em đẹp hơn cả ánh sao, cũng là biên kịch của Kem With Love. Nhân vật nam chính của hai bộ phim truyền hình đều có cùng hoàn cảnh gia đình và đều có tính cách giống nhau, cô ấy là chính, rất tốt bụng và thẳng thắn tính tình được nhắc đến là cô ấy không thể chịu đựng được sự sai trái và có chút bướng bỉnh một số cô bé cũng cần được yêu thương và chăm sóc hứa khải đóng vai hàn đình chủ tịch của đông nhang trong vở kịch anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị sốc bởi văn phòng khổng lồ đây thực sự là văn phòng lớn của ông chủ và nó thực sự phù hợp với địa vị của anh ấy dù đây không phải lần đầu tư khải vào vai boss nhưng hàn đình lại có cảm giác khác hoàn toàn với diêu chí minh trong chuyện thành huân trong bộ phim này anh và nữ chính đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi còn học đại học họ được cho là mối tình đầu của mình nhưng do sự kết hợp kỳ lạ nào đó họ không thể đến được với nhau một người là xếp công ty một người là kỹ sư dự án không ngờ sau này họ lại không thể tách rời Hàn Đình là một CEO rất tốt bụng và chính trực, nhưng anh ấy không giỏi thể hiện bản thân. Sau đó, anh ấy chia tay vì không thông báo kịp thời cho đối phương về kế hoạch của mình và hai người chia tay trong một thời gian ngắn. Hắn muốn nói ra, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Lúc kỳ hành biết được thì đã muộn, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Điều này liên quan đến lý do gia đình từ nhỏ tôi không có ai để chia sẻ cũng không có thói quen nghiền ngẫm mọi chuyện trong lòng nhưng hàn đình và kỳ hàn khi yêu nhau lại rất ngọt ngào động viên và đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp họ là những người hướng dẫn soi sáng tình cảm và đồng hành trong cuộc sống đặc biệt là cảnh hai người cùng nhau nuôi mèo thời gian yên bình Hàn Đình có cảm giác của một ông chủ độc đoán, mỗi hành động của anh ta đều có cảm giác như một ông chủ độc đoán đang nắm quyền kiểm soát, khí chất của anh ta còn mạnh mẽ hơn cả anh họ của phó chủ tịch. Những cảnh tình cảm của Hàn Đình trong vở kịch rất phong phú, anh ấy rất ngưỡng mộ Kỳ Hàn khi còn học đại học, sau khi trở về Trung Quốc, anh ấy bắt đầu theo đuổi Kỳ Hàn. Hàn Đình chủ động lúc đầu anh ấy có vẻ không cố ý như vậy sếp của anh ấy tôi cảm thấy quen thuộc với cấp dưới của mình sau này họ hỗ trợ lẫn nhau tôi thực sự bị mê hoặc bởi màn thể hiện của hứa khải trong vai ông chủ lần này trong tập phủ anh ấy đã cho chúng ta chứng kiến cuộc sống hôn nhân ngoài vai trò là ông chủ anh ấy còn là một người chồng người cha tốt lần này có vẻ rất thoải mái mối quan hệ cũng rất viên mãn, tuy có chút lạm dụng nhưng cuối cùng tôi cũng có thể giải thích rõ ràng. Mối quan hệ này rất ngọt ngào, xem phim cũng thoải mái hơn. Bộ phim truyền hình này được truyền thể từ tiểu thuyết Em đẹp hơn cả ánh sao của Jiu Juisi viết. Cốt truyện của phiên bản phim truyền hình hơi khác so với nguyên tác. Các bạn quan tâm có thể so sánh nguyên tác và nguyên tác. Phiên bản phim truyền hình, sau khi xem xong, Tôi cảm thấy hứa khải rất phù hợp với phim truyền hình hiện đại, còn anh ba thì thực sự rất phù hợp. Bộ phim đầu tiên anh đóng là Phó Hàng trong Chiến lược Cung điện Diên Hy, lần đầu tiên anh để ý đến một vị hoàng đế, người bảo vệ, và lần thứ hai là Chu Chan trong Sang Si, Di, Young Emperor, lần nào cũng mang đến cho tôi một bất ngờ khác. Tôi rất mong chờ bộ phim mới, Midnight Return của anh ấy và thử thách với một vai diễn mới. Về phần đàm tùng vận, tôi mới xem bộ phim truyền hình The Way Back do cô ấy đóng chính trên Hunan TV vào năm ngoái. Không ngờ lại được xem You Are More Beautiful Than The Starlight trên Hunan TV. Thiếu mất 10 năm yêu nhau thật là trùng hợp. Trong bộ phim này, có một người bạn trai đã hẹn hò được 4 năm. Dù họ đã chia tay nhưng lý do chia tay là vì họ có những lựa chọn khác nhau cho tương lai. Bạn trai cũ Sao Ghi khẩn khao khát một cuộc sống sung túc, trong khi Kỳ Hàn khao khát một cuộc sống trẻ trung và chăm chỉ. Đây không được coi là mối bất hòa về tình cảm mà là sự chia tay do những kỳ vọng khác nhau về tương lai. Sau đó, tôi gặp Hàn Đình, người đầu tư vào công ty và là người hướng dẫn sự nghiệp của tôi anh ấy đã giúp tôi phát triển sự nghiệp, mở rộng tầm nhìn và phát triển từ một cây non nhỏ thành một cây cao chót vót. Tôi có thể cảm nhận được sự trưởng thành và biến đổi của cô ấy, sau này cô ấy sẽ có thể đảm nhận vai trò của chính mình, khiến he nhai sinh khẩn ngày càng tốt hơn. Kỳ Hàn được coi là một người hạnh phúc, cha mẹ cô hy vọng cô sẽ hạnh phúc. Có Lily ở bên, cô có thể giải quyết các vấn đề trong công việc và đóng vai trò như một người bạn tốt trong cuộc sống. Tu Xeo Men là quả hồ chăn của Kỳ Hàn, còn Kỳ Hàn là một cô gái được bao bọc bởi tình yêu, tình cảm gia đình và tình bạn. Ở tập phụ, cả hai có một đứa con đáng yêu. Đây là một cái kết mãn nguyện. Cuộc sống hạnh phúc của một gia đình 5 người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc sau khi xem xong. Kỳ Hàn lúc đầu có tính tình khá bướng bỉnh, nhưng sau đó điều đó đã thay đổi. Cô ấy là một nhân vật trưởng thành trong vài năm qua. Đàm Tùng Vận đã nhận thấy bộ phim quốc play của riêng mình rất phù hợp với cô ấy. Lúc đầu, cô ấy để người khác bắt nạt mình, nhưng sau đó lại để những kẻ bắt nạt cô ấy phải nhận hình phạt xứng đáng. Cuối cùng, một nhóm nhân tài được thành lập hy vọng rằng ngành sẽ để trăm hoa nở rộ, trăm trường phái tư tưởng cạnh tranh, cùng nhau phát triển kiểu mẫu này thật đáng ngưỡng mộ và hai người ngày càng trở nên hiểu biết ngầm chứng kiến sự chuyển mình và trưởng thành của kỳ Hàn từ kỹ sư dự án trở thành phó chủ tịch hay nhai sinh khẩn. Tôi thực sự cảm thấy cô ấy đã trở nên trưởng thành và ổn định. Lần đầu tiên tôi xem phim truyền hình của Đàm Tùng Vận là vai một tiểu thư quý tộc trong Trấn huân truyền kỳ cô ấy cảm thấy mình như một cô bé ngốc nghếch và dễ thương nhưng có vẻ như trước đây cô ấy không còn cảm thấy như vậy nữa kinh nghiệm xem phim truyền hình của tôi khi làm việc gì cũng nên có tầm nhìn tổng thể đừng quá hung hăng và kiếm lợi nhuận nhỏ đồng thời cũng nên giữ vững tình yêu